Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Trong buổi livestream vừa qua thì không chỉ gây bão mạng bằng loạt bản hit trẻ, Mỹ Tâm còn bật mí về cuộc sống cá nhân gây sốt. Theo đó, khi giới thiệu về ca khúc Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, Mỹ Tâm bất ngờ lên tiếng lý do tại sao bản thân mình chưa muốn lấy chồng. Sau buổi livestream nhận lượt view khủng lên tới 2,7 triệu, Mỹ Tâm tiếp tục gây bão mạng xã hội bằng buổi ca nhạc online theo yêu cầu của fans. Chỉ bằng cây đàn guitar mộc mạc, nữ ca sĩ nhanh chóng chiếm trọn trái tim khán giả khi cover loạt bản hit Tình Như Ngọn Nến, Sao Em Vội Lấy Chồng, Một Đêm Say. Khác với buổi livestream trước, lần này họa mi tóc nâu dành nhiều thời gian trò chuyện tâm sự cùng fan nhiều hơn. Cụ thể cô bật mí sự thật bằng giọng dí dỏm. Nhiều bạn hỏi tôi sao không lấy chồng, nên hát tặng cho các bạn biết vì sao không lấy chồng. Vì mình mà lấy chồng, nhiều người sẽ cảm thấy vui, không nên để người ta vui quá, vì khi người ta vui sẽ làm những chuyện không ngờ tới. Trước đây, trong bài phỏng vấn trên truyền thông, chủ nhân bản hit Người Hãy Quên Em Đi từng đề cập tới vấn đề lập gia đình gây chú ý. Cô chia sẻ rằng, nhiều khi tâm nghĩ mình không yêu thì sẽ tốt hơn vì sẽ không cảm thấy cô đơn. Nghĩa là khi mình yêu rồi thì sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng khi cãi cọ nhau hay có chuyện gì đó thấy mình chán nản liền, thấy buồn, thấy cô đơn. Còn khi không yêu ai mình sẽ thấy bình yên nhất. Khi ở đỉnh cao, thành công thì cứ vui, tự nhiên buồn làm gì. Buổi livestream một tiếng nhưng người hâm mộ thể hiện sự phấn khích vô cùng khi gặp được thần tượng. Chỉ trong vài giờ đăng tải, buổi livestream đã cán mốc 180.000 lượt xem, hàng triệu bình luận yêu thích không thể đếm hết. Dù đã lâu không có xuất hiện trên truyền hình, nhưng sức nóng của giọng ca họa mi tóc nâu chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt trong đường đua V-pop. Là nghệ sĩ cực kín tiếng trong chuyện tình cảm, Mỹ Tâm không thể tránh khỏi nhiều scandal tình ái cùng đồng nghiệp trong nhiều năm qua. Cặp đôi Mỹ Tâm Hà Anh Tuấn từng là từ khóa hot nhất trên mạng xã hội một thời. Trong nhiều buổi trình diễn, cả hai dành cho nhau những cử chỉ đặc biệt làm công chúng dậy sóng. Không lâu sau, cư dân mạng lan truyền hình ảnh khoảnh khắc nồng cháy giữa ca sĩ và Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng lên tiếng đính chính về đoạn tình cảm anh em thân thiết. Và năm ngoái, Mỹ Tâm chiếm sóng tất cả các mặt báo lẫn mạng xã hội bởi hình ảnh tình cảm hẹn hò giữa cô và Mai Tài Phến bị chụp được. Trước thắc mắc chóng mặt từ fan, giọng ca sinh năm 81 bật cười đính chính trên trang cá nhân. Bạn bè lâu lâu tự nhiên nay nhắn hỏi mình ổn không? Mình bao giờ cũng ổn như vậy nên bạn bè yên tâm nha. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.